Nối tiếp những diễn biến của phần trước, hội vô danh nhận được thư mời đến dự lễ hội sinh nhật Hỏa Long ở phía bắc khu vườn nhỏ. Vì chi phí di chuyển đến đó quá lớn, Thỏ Đen cố ý giấu thư mời nhưng vẫn bị Kasukabe tình cờ phát hiện được. Ba người để lại một bức thư cho Thỏ Đen nói rằng cô có thời gian một ngày để bắt được bọn họ, nếu không cả ba người sẽ rời khỏi cộng đồng. Dù biết chỉ là lời nói đùa, nhưng Thỏ Đen vẫn rất tức giận và lên đường đuổi theo. Sau khi biết quãng đường siêu xa để có thể đi đến vùng đất phía bắc, nhóm người Sakamaki quyết định đến tìm Shiro Iyasa để nhờ bà ta đưa họ đến đó thông qua cổng dịch chuyển. Shiro Iyasa nói sẽ giúp nếu họ đáp ứng một lời thỉnh cầu của bà ta. Sau đó, Shiro Iyasa hỏi mọi người có biết gì về Floor Master không? Chỉ trừ Sakamaki là biết một chút, còn lại không ai biết gì về chức danh này. Shiro Iyasa giải thích Floor Master là những người kiểm soát một khu vực của khu vườn nhỏ, có trách nhiệm gìn giữ trật tự đảm bảo những cộng đồng cấp thấp cũng có đủ điều kiện phát triển. Đồng thời cũng có nghĩa vụ ngăn cản bàn tay của những ma vương trước khi chúng gây ra hỗn loạn. Shiro Iyasa chính là Floor Master của phía Đông. Lễ hội rồng lửa lần này có bao gồm lễ nhậm chức của một trong những Floor Master mới của phía Bắc. Người này cũng là thủ lĩnh mới của cộng đồng Salamandra, công chúa Hỏa Long Sandora. Nghe đến cái tên này, cả Lily và Jin đều thấy rất ngạc nhiên. Sandora chính là bạn thân hồi nhỏ của bọn họ và cô ấy mới chỉ 11 tuổi. Trước đây cộng đồng của Jin và cộng đồng Salamandra có quan hệ rất thân thiết. Vì còn nhỏ tuổi nên Sandora muốn nhờ Shiro Iyasa dùng danh nghĩa của Floor Master đứng ra giúp đỡ việc tổ chức. Shiro Iyasa chưa kịp nói ra thỉnh cầu của mình thì ba người Sakamaki đã nói luôn là họ chấp nhận. Sakamaki bảo bà ta nhanh chóng đưa họ đến phía bắc nếu không sẽ bị Thỏ Đen đuổi kịp. Vậy là sau hai tiếng vỗ tay của Shiro Iyasa, cả đám đã có mặt ở vùng đất phía bắc. Trong lúc mọi người đang thưởng thức phong cảnh mới lạ ở nơi đây thì Thỏ Đen đuổi đến nơi. Sakamaki nhanh chân bế Asuka chạy trước còn Kasukabe thì bị bắt lại. Kasukabe trở về nơi nghỉ ngơi cùng với Shiro Iyasa. Bà ta nói cho cô biết về một gift game đang được tổ chức dành cho những người có gift hệ sáng tạo và muốn cô tham gia. Trong lúc Asuka và Sakamaki đang thảo luận về gift game Halloween mà họ sẽ tổ chức sau khi khôi phục lại cái tên cho hội vô danh, thì Thỏ Đen và Leticia bất ngờ xuất hiện. Asuka bị bắt và trò chơi đuổi bắt chỉ còn lại Sakamaki. Thế nhưng trong lúc đuổi bắt, Sakamaki đã làm sập một tòa tháp trong thành phố và cả hai đã bị đội hiến binh của Salamandra bắt về. Sau khi thua trò đuổi bắt, Asuka đi dạo phố rồi nhìn thấy một tinh linh nhỏ đi lạc trên đường, khiến cô rất thích thú. Asuka cố gắng đuổi theo bé tinh linh nhỏ kia, vì lo lắng nên Leticia cũng đi theo. Sau khi bị đưa về trụ sở của cộng đồng Salamandra, Sakamaki nói rằng cậu chỉ muốn làm cho lễ hội trở nên thú vị hơn mà thôi. Mandora là anh trai của Sandora. Ông ta không hề tán thành việc mời hội vô danh đến nơi này. Bây giờ chứng kiến thái độ của Sakamaki khiến cho Mandora càng tức giận hơn. Thế rồi lúc này Sandora đứng ra và nói vụ việc lần này không có tổn hại về người. Thêm nữa, Shiro Iyasa đã đồng ý sẽ khắc phục toàn bộ tổn thất về vật chất, thế nên cô sẽ không truy cứu chuyện này thêm nữa. Sau khi cho những thuộc hạ của mình lui xuống hết, Sandora mới trở lại với dáng vẻ của một cô bé 11 tuổi và chạy đến bên những người bạn thân thời nhỏ của mình là Jin và Lily. Shiro Iyasa nói về lời tiên đoán của một thành viên cấp cao trong Thousand Eye về một ma vương sẽ ra tay trong lễ hội lần này và cũng nói rõ lời thỉnh cầu lúc trước với hội vô danh chính là bảo vệ Sandora. Asuka đã làm quen được với tinh linh nhỏ đáng yêu lúc trước. Nó nói mình đến từ một cộng đồng tên là Raten Fire. Sau đó cả hai cùng đi đến nơi triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của các cộng đồng tại phía Bắc. Asuka phát hiện trong đó có một người máy khổng lồ được tạo ra bởi chính cộng đồng Raten Fire của tinh linh nhỏ. Đột nhiên đèn trong hang động trưng bày vụt tắt, một đàn chuột lao đến tấn công Asuka. Cô sử dụng gift để ra lệnh cho chúng quay về tổ nhưng không có hiệu quả. Asuka vội vàng bỏ chạy. Sau đó Leticia cũng tìm đến nơi và giúp cô thoát khỏi đàn chuột đó. Sau khi trở về, Asuka đoán rằng việc gift của cô không có tác dụng lên lũ chuột là vì chúng có người điều khiển, còn gift của cô không thể điều khiển được người mạnh hơn mình. Cô cảm thấy gift của mình phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh của mục tiêu và ao ước có được sức mạnh chiến đấu giống như Sakamaki hay Kasukabe. Vào ngày mai, Kasukabe sẽ tham gia vòng chung kết của gift game dành cho hệ sáng tạo. Ngoài cô ra sẽ còn 3 đại diện nữa đến từ 3 cộng đồng là Salamandra, Winowick và Raten Fenzer. Nghe đến cái tên Raten Fenzer, Asuka thì nhìn xuống tinh linh nhỏ dưới chân mình, còn Sakamaki lại liên tưởng đến câu chuyện về người thổi sáo thành Hamelin. Lúc này lại đến lượt Shiro Iyasa bất ngờ. Bà ta nói người thổi sáo thành Hamelin là tên của một cộng đồng dưới trướng của một ma vương. Tên ma vương này đã triệu hồi 200 con quỷ rồi thành lập một cộng đồng tên là Grim Grimoire. Thế nhưng sau đó, Grim Grimoire đã bị xóa sổ sau khi thất bại trong một gift game. Ma vương chết còn người thổi sáo thành Hamelin cũng mất đi sức mạnh. Shiro Iyasa cũng không biết ra Ten Fizer có liên quan gì đến người thổi sáo thành Hamelin. Sakamaki để cho Jin giải thích chuyện này cho Shiro Iyasa.
Theo như câu chuyện về người thổi sáo thành Hamelin thì đúng vào ngày 26 tháng 6 năm 1284, một người thổi sáo mặc y phục rực rỡ đã dẫn dụ 130 đứa trẻ trong thành Hamelin đi và biến mất trên một ngọn đồi gần pháp trường. Và người thổi sáo đó chính là Raten Fischer, còn được biết đến như một người điều khiển chuột. Liên tưởng đến đàn chuột ngày hôm nay, Asuka có chút nghi ngờ rằng tinh linh nhỏ đang nằm trên đùi mình chính là tay chân của ma vương. Katsukabe quyết định tham gia cuộc thi một mình, dù rằng mỗi thí sinh được phép có thêm một trợ thủ. Cuối cùng, cô đã thua đại diện của cộng đồng Win All With là Ayashi và gift của cô ấy là Jack O'Lantern. Sau trận đấu, Jack O'Lantern đã cho Katsukabe lời khuyên về việc cô nên đón nhận sự giúp đỡ của người khác khi sống trong một cộng đồng. Lời khuyên đó đã giúp cô nhận ra một điều gì đó quan trọng. Đúng như dự đoán của mọi người, ma vương kia đã ra tay vào buổi lễ ngày hôm nay. Cả thành phố lúc này tràn ngập những tờ giao ước màu đen ép buộc tất cả mọi người có mặt ở đây phải tham dự vào gift game. Người chủ trì được chỉ định là Shiro Iasa. Điều kiện thắng của ma vương là tất cả người chơi chết hoặc bị khuất phục. Điều kiện để người chơi thắng là phá vỡ truyền thuyết sai và tìm ra truyền thuyết đúng. Phát hiện ra hai tên tay sai của ma vương đang đến, Sakamaki liền nhảy lên chào hỏi chúng một chút. Sau khi bị Sakamaki hành hạ một thời gian ngắn, tên cầm sáo sử dụng ma pháp dính chặt chân của cậu lên bức tường. Sakamaki thông qua cuộc nói chuyện của hai người mà biết được tên của cả hai là Weezer và Raten, một người đại diện cho dòng sông Weezer, một người đại diện cho đàn chuột trong câu chuyện người thổi sáo thành Hamelin. Thông qua việc này, Sakamaki đã đoán ra được mục tiêu của gift game này chính là tìm ra truyền thuyết đúng về câu chuyện người thổi sáo thành Hamelin. Trong khi Sakamaki đối phó với Weezer thì Leticia biến về trạng thái trưởng thành rồi lao về phía tên ma vương. Tuy nhiên sức mạnh của Leticia là quá yếu đối với cô ta, cũng may Sandora có mặt kịp thời để cứu thoát Leticia khỏi bàn tay của ma vương. Khi được Sandora hỏi, ma vương nói tên cô ta là Pes. Shiro Iasa lúc này đang ở trong một lồng giam năng lượng màu đen, bà ta nói với Asuka, Jin và Katsukabe hãy đi gặp và nói với thỏ đen rằng luật của trò chơi này không rõ ràng, sau đó yêu cầu một sự công bằng hơn cho người chơi. Lúc này Raten xuất hiện, cô ta đã dùng tiếng sáo của mình để điều khiển các chiến binh của Salamandra tấn công ba người nhưng bị Katsukabe đẩy lùi. Raten đưa sáo lên miệng và tấn công ba người bằng âm thanh, thính lực tốt hơn người thường của Katsukabe khiến cô phải chịu sự tổn thương lớn hơn người khác. Asuka ngay lập tức sử dụng gift của mình lên người Jin ra lệnh cho cậu ta mang Katsukabe đi trước. Sau đó Asuka bị Raten bắt. Raten tiếp tục sử dụng tiếng sáo của mình để gây hỗn loạn trong thành phố khiến cho mọi người tấn công lẫn nhau. Một tiếng sét vang lên cắt ngang tiếng sáo của Raten. Thỏ đen xuất hiện với tư cách trọng tài thông báo tạm dừng gift game để đi đến một thỏa thuận giữa các bên. Bất ngờ là sau khi liên lạc với khu trung tâm của khu vườn nhỏ, thỏ đen được báo lại việc Shiro Iasa bị phong ấn trong trò chơi này là hợp lệ. Jin cũng đoán ra được cái tên Pest của ma vương có nghĩa là dịch hạch, đại diện cho trận dịch bệnh khủng khiếp nhất lịch sử xảy ra vào kỷ tiểu băng hà thế kỷ 14. Sau đó, Pest bất ngờ tuyên bố rằng việc gieo rắc mầm bệnh dịch hạch lên những người chơi tham gia đã bắt đầu. Sau một hồi thương lượng, quyết định cuối cùng chính là trò chơi sẽ được tái khởi động sau một tuần và sẽ chỉ kéo dài trong 24 giờ, thêm vào đó thỏ đen cũng sẽ tham gia vào trò chơi. Asuka tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong khu vực triển lãm lúc trước, xung quanh cô là rất nhiều tinh linh nhỏ vây quanh. Thì ra những tinh linh này chính là linh hồn của 130 đứa trẻ đã chết tại thành Hamelin. Những đứa trẻ nói với cô sự thật rằng vào ngày 26 tháng 6 năm 1284, chúng đã mất mạng trong một thảm họa thiên nhiên chứ không phải bị người thổi sáo thành Hamelin hại như trong câu chuyện. Đồng thời chúng cũng tặng cho Asuka người máy đen, kiệt tác xuất sắc nhất của cộng đồng Raten Fischer. Katsukabe cảm thấy không khỏe nên Sakamaki đang ở trong phòng để chăm sóc cho cô. Theo phân tích của Sakamaki, mục tiêu của trò chơi là tìm ra truyền thuyết đúng về sự mất tích của 130 đứa trẻ thành Hamelin. Những nhân tố chính trong chuyện này gồm có Pest, Weezer, Raten, Tom. Trong bốn nhân tố đó, cái nào không liên quan đến sự mất tích của 130 đứa trẻ thì đó là truyền thuyết sai và phải bị loại bỏ. Đầu tiên là Pest tương ứng với dịch hạch. Căn bệnh này không thể giết người ngay lập tức được. Hơn nữa, trận đại dịch đen diễn ra vào thế kỷ thứ 14 vào kỷ tiểu băng hà. Còn thời gian của câu chuyện thành Hamelin lại là năm 1284, điều kiện để thắng là phá vỡ truyền thuyết sai và công bố truyền thuyết đúng. Thứ họ cần tìm phải là một thứ vừa có thể phá vỡ lại vừa có tác dụng công bố. Nói đến đây, Sakamaki chợt nghĩ đến những tấm tranh kính về câu chuyện Hamelin đang được trưng bày khắp nơi trong thành phố. Katsukabe lại hỏi cậu về lý do mà Shiro Iasa bị phong ấn trong trò chơi này. Sakamaki trả lời cô là một Floor Master, Shiro Iasa có khả năng điều khiển được mặt trời của khu vườn nhỏ. Mà nguyên nhân của sự bùng nổ trận đại dịch đen chính là do sự suy giảm hoạt động của mặt trời, khiến cho trái đất rơi vào kỷ tiểu băng hà và đó chính là lý do mà Shiro Iasa bị phong ấn lần này. Hiện tại là thời gian trò chơi được bắt đầu lại, mọi người chia nhau chỉ huy người dân trong thành phố đi phá vỡ những bức tranh kính có một tên hề đang điều khiển một đàn chuột, vì đó là truyền thuyết sai. Quan sát thấy bí mật đã bị bọn người Sakamaki khám phá ra, Pest quyết định sẽ sử dụng vũ lực để thắng trò chơi này. Cô ta sử dụng ma thư của Hamelin triệu hồi nguyên cả thành phố Hamelin đến nơi này và làm thay đổi vị trí của những bức tranh kính.
Thế nhưng điều này cũng không làm khó được Jin. Cậu ra lệnh cho mọi người đi đến các nhà thờ để tìm, vì các bức tranh kính trong thành Hamelin thường đặt ở đâu đó quanh nhà thờ. Bây giờ sau khi được Best ban cho thần lực đã đến tìm Sakamaki để giải quyết nốt ân oán trước đây. Thỏ đen và Sandora sẽ đối phó với Best. Leticia sẽ cầm chân Raten, thế nhưng vẫn còn những con Storm cản đường bọn họ. Cũng may lúc này, Asuka điều khiển người máy Dean của mình chạy đến cứu thoát bọn người Jin. Trong lúc giao chiến, Sakamaki cũng nói những suy đoán của cậu cho Wizard biết. Sakamaki cho rằng dịch hạch và lũ chuột không liên quan đến sự mất tích của những đứa trẻ thành Hamelin. Storm có nghĩa là một cơn bão, nó tượng trưng cho thiên tai đã làm những đứa trẻ biến mất. Còn tên Wizard trước mặt này mới là người thổi sáo thành Hamelin thật sự. Sau đó hai người lại lao vào nhau. Cuối cùng Sakamaki cũng chiến thắng và phá hủy cây kèn dùng để triệu hồi Wizard đến đây, khiến hắn tan biến. Tương tự như vậy, Asuka cũng sử dụng Dean dễ dàng hạ gục Raten cùng những con Storm còn lại. Best nói cô ta là hiện thân của 80 triệu oán linh trong trận đại dịch hạch và cô ta ở đây để trả thù mặt trời. Best thả ra một luồng gió độc muốn giết hết tất cả những cư dân ở trong thành phố Salamandra. Mọi người nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Lúc này Sakamaki cũng đã đến nơi. Sau khi đá văng đòn tấn công của Best, cậu lập tức lao lên tặng cho cô ta một đá khiến Best rơi vào bên trong một căn nhà. Thỏ đen lúc này có một kế hoạch. Cô đưa cho Asuka một tấm thẻ rồi dặn dò một điều gì đó. Ba người Sakamaki, Sandora và Thỏ đen hợp lực cũng không thể hạ được Pest. Sau cùng, cô ta quyết định tung ra một đòn toàn lực, đủ để thổi bay cả thành phố này và kết thúc trò chơi. Đột nhiên, Thỏ đen rút ra một tấm thẻ rồi dịch chuyển tất cả những người có mặt ở đây lên mặt trăng. Việc nơi này cách ma thư Hamelin quá xa cộng thêm với ánh sáng mặt trời từ tấm thẻ của Thỏ đen, sức mạnh của Pest đã bị suy yếu rất nhiều. Nắm bắt được thời cơ lúc này, Asuka rút ra tấm thẻ mà Thỏ đen đã đưa cho cô rồi triệu hồi thần thương Indra có sức mạnh vô song. Dean cầm lấy thần thương khổng lồ sau đó dồn lực rồi ném đi. Trong lúc Pest định né tránh thì bất ngờ từ đâu Sandora xuất hiện sử dụng ngọn lửa của mình để trói chân cô ta lại. Thần thương Indra đâm xuyên qua người Pest mang cô ta bay lên cao sau đó phát nổ. Game kết thúc với chiến thắng thuộc về toàn bộ người chơi. Dưới sự giúp đỡ của người máy Dean và tinh linh nhỏ, cả hội vô danh bắt tay vào việc cải tạo vùng đất chết để từ đó phát triển cộng đồng của mình. Bộ anime kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video hay, đừng quên ấn thích và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần tóm tắt khác.